Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đã đến với video của Huấn Audio. Trong video ngày hôm nay, bên mình có một số thiết bị ở trong đôi loa BMB CSX850C hàng bãi xịn, cần bóc ra để bán. Bác nào có nhu cầu vào việc được thì liên hệ bên mình nhé. Đầu tiên là mình sẽ nói về tép, là sẽ có tổng cộng ở đây bán lẻ là có 4 đôi tép với giá bán là 600 một đôi bao ship anh em nhé, 600 một đôi bao ship. Và phân tần của nó, phân tần xịn luôn nhé, phân tần xịn của nó sẽ có giá bán là 500.000 đồng một đôi, xịn của VV nhé, VV xịn nhé, cam kết điều đấy. Và đôi vỏ thùng sẽ có giá bán là 1.500.000 bao ship. Vỏ sẽ đủ ê căng này, đủ hậu cho anh em, đủ hậu và đủ hết cả khay nhựa luôn nhá. Nhà em bán tép là thì bán tép không khay, tép không khay và vỏ là sẽ có liền khay. Và đây là những cái phụ kiện của nó này, để anh em mình xem độ đẹp cũng như là bác nào có bộ kết thì liên hệ nhá. Đây là phụ kiện này, quay chi tiết cho anh em mình. Đây sẽ là 4 cái lưới úp tép này, cái nhựa này. Xịn ơi là xịn nhá. Anh em nhá, một em này. Hai em này. Nếu mà đây mà anh em phát hiện là nhái thì em biếu các bác luôn nhá, không phải mua đâu. Xịn nhá. Cái thứ tư là xịn này. Cái này thì nó hơi bẹt một tí này anh em thấy không? Cái này mình gõ phải lấy cái tròn tròn thục thục vào đây, lấy cái chuôi tu vít là ra anh em nhá. Và đây là cái lưới số 3 này. Chữ BMB. Bãi nó phải có xước nó mới đúng, chứ còn nếu mà không có xước thì các bác là bảo đổ fake ngay. Quay cho anh em nào thợ thì nhìn cái là biết ngay, bác nào chơi sành cũng nhìn cái biết ngay. Đây vậy thì cái căng 1 này, căng 2 của bác này. Đó. Xịn nha. Và đây đôi vỏ, xong anh này đây, đôi vỏ đây. Quay cái vỏ cho anh em xem này. Đấy, đôi vỏ đây. Quay vào trong anh em mình xem này. Đấy, vỏ đây. Đây phân tần nha, phân tần sẽ không có hậu đâu nha. Bán phân tần 500 một đôi là không có hậu. Anh em lưu ý hậu điều đó. Có nghĩa là cái hậu này nó sẽ đi theo loa, mình sẽ tháo ra và mình sẽ chỉ bán phân tần không thôi. Dòng tem còn cả tem này nhá, tem này đó, còn tem vàng móng tay bằng móng tay cái này đó, vỏ 1.500.000, vỏ xịn. Đây em chưa vệ sinh một cái gì cả, con đôi em bán, còn quay cái tép xịn cho anh em mình luôn này. Cho anh em mà chưa va tép xịn thì nhìn cái cho nó sướng. Không có bát 850 nhá, không có bát đâu nhá. Đây anh em mày tép xịn này, đấy bao sống bao xịn cho anh em là 600 một đôi, còn cái nào mà nó cháy rồi thì không bán ra đó, cái nào mà cháy rồi thì bán 200 một cái. Đây là bán 300 một cái, nhưng bán theo đôi nhé, không bán một cái đó. 850C xịn là không có chữ China ở đây đâu anh em nhé. Em sẽ có clip em quay cái con mới con bãi cho anh em mình xem, không có China đâu nhá, 2W 8 ohm hàng xịn. 300 một cái nhưng bán theo đôi là 600 một đôi bao ship. Đó thì có mấy cái thôi anh em nhá, nó chỉ có mấy đôi tép thôi này, anh em nào liên hệ được thì liên hệ thôi. Có 4 đôi tép, bác nào cháy thì mua nhá. Bác nào muốn chơi đồ xịn thì liên hệ. Với số về Huấn Audio qua số máy 0904612323 và xin phép dừng đây. Chân thành cảm ơn anh em đã theo dõi video này.